Mặc dù không gây ra thiệt hại nào đáng kể, nhưng mà việc Trung Quốc xả lũ bất ngờ khiến cho người dân hết sức lo lắng. Với lượng xả là 2.500 mét khối một giây, nếu như trong mùa mưa khi mà sông Hồng đang đầy nước thì sẽ rất nguy hiểm cho phía Việt Nam. Câu chuyện đặt ra ở đây là cần phải có cơ chế thông tin rõ ràng trong việc tiến hành xả lũ ở thượng nguồn để đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, lũ trên sông Hồng dâng cao trong ngày 11 tháng 10 gây ra ngập úng ở nhiều nơi. Cụ thể, tại các xã Quang Kim, Bản Qua và Trịnh Tường thuộc huyện Bát Sát, lũ gây ngập nhiều diện tích trồng lúa, ngô của người dân. Còn khu vực biên giới ven sông Hồng trên tỉnh lộ 156, nước sông dâng cao làm ngập sâu trên 1 mét khiến giao thông gián đoạn trong nhiều giờ. Phía Trung Quốc vừa thông tin cho tỉnh Lào Cai nhưng cũng tiến hành xả lũ luôn với lưu lượng 2.500 mét khối trên giây. Do thời gian quá ngắn, địa phương đã không kịp thông báo đến các địa bàn nên người dân nhiều nơi cảm thấy bất ngờ. Không những phía Trung Quốc đâu mà cả phía Việt Nam nữa. Trên các hệ thống sông là phải khi mà xây dựng các hồ đập gọi là theo chuỗi là cái mà phải đánh giá cái tác động phía trên đến cái hồ phía dưới là chúng ta phải tính đến những cái dung tích để mà khi mà những cái rủi ro phía trên ấy thì tác động đến mình như thế nào. Nhưng mà chúng ta phải đi vào cái giải pháp thứ hai là phải giải pháp phi công trình, nâng cao cái năng lực cảnh báo sớm để chúng ta nhận biết được những cái rủi ro do mưa lũ phía thượng nguồn để chủ động xả nước. Các chuyên gia thủy lợi trong nước cho rằng từ vụ việc này cần phải xem lại bài học trong câu chuyện hợp tác, trao đổi thông tin xả lũ với Trung Quốc. Sông Hồng chảy qua nhiều quốc gia, trong đó 49% lưu vực nằm trên lãnh thổ Trung Quốc, lại là vùng thượng lưu nên mỗi hành động can thiệp trên con sông này đều có thể ảnh hưởng đến các quốc gia ở phía hạ lưu. Ở sông Mekong có riêng một ủy ban hợp tác giữa các quốc gia để chia sẻ thông tin, trong đó có việc xả lũ, phòng chống thiên tai, còn sông Hồng thì không có cơ quan này.